thấy cái sự thay đổi tương đối, thì một số những cái hình ảnh chẳng như đá bây giờ nhìn nó thật hơn, nó rắn chắc, nó khô, nó cứng. Mình chỉ còn phần trên một chút chỗ cây tùng này, khu vực mặt trời này, đàn chim thôi. Hoa đào hiện tại đã ổn rồi, hoa đào bây giờ cái cánh gần như nó bung. Đây, cái phần đá đây lúc nãy nhìn như nhựa, bây giờ ra màu đá này. Thêm lớp nữa ra màu đá nha, nước để áp xịt này. Phần nào máy nó làm tốt thì mình làm rất là nhanh. Phần sen này nó vẫn chưa được ra cái màu sen thật, cần ít nhất 2 lớp nữa. Chúng ta thấy nó thấm luôn, khi phun sơn vào thì cái lá nó xanh lại, còn cái cánh nó thẫm đi, nó tím thẫm hẳn. Nát cái cánh hoa nó sẽ đỏ, nó sẽ tím. Nó rất là hay nhá. Thì cái biến đổi ngược hai màu của nó, chẳng như là cái sen này nó đang 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 đậm quá thì nó lại thành về cái màu sen thật nhạt, còn cái cánh này thì nó đang nhạt quá thì nó lại về cái màu này. À, thấy không? Ở đây thì mình sẽ phải xử lý từng đi tí một, chỗ nào cái màu nó chưa thật về thì nó phải đắp lên. Hơi dày mất rồi.
mình đang tập trung xử lý cái phần mây chỗ này. Và tí nữa các bạn sẽ thấy nó nổi. Cái mây rất là nổi. Cái mây nó tạo ra tầm nhìn rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy cái hiệu ứng của sơn 3D nó rõ nhất khi mà mình xử lý các cái đỉnh núi xa xa đây này. Bình thường người ta không để ý nữa. Hay là những cái vạt rừng này, nếu mà không có sơn lên ấy, thì chúng ta nhìn nó mờ mờ, giống kiểu phong thủy, nhưng mà có sơn lên nó nổi cái nào ra cái đấy rất là đẹp. Những cái nhà thiết kế là rất là tài năng, người ta đã ghép những cái phần hình ảnh như thế này là có mục đích hết. Chẳng hạn cái sườn núi chỗ này, đúng không? Cái sườn núi rất là đẹp. Đàn cò bay đi, nhưng mà nếu mà không có sơn vào thì rất là khó nhìn thấy cái chỗ sâu của cái thung lũng này. Cả cái cây hoa vàng này ban đầu nó chỉ là những cái chấm nhạt nhạt này nhạt. Thành tường này thì họ in rất là ok, nhưng mà mình phủ thế này thì nó sẽ tăng cái độ mốc thích lên, cái già cỗi. Chim thì không cần phải ràn nữa, đúng không? Chim thì bây giờ đã thần thái đã đẹp lắm rồi. Lúc này sơn còn đang ướt thì một số chi tiết nó sẽ chưa được đẹp lắm, nhưng mà một số chi tiết thì ok rồi. Cái bụi hoa chỗ này có ok rồi, đúng không? Rất là tươi và rất là thật rồi. Về độ nét thì mình xử lý sơn xong đảm bảo là nó sẽ nét như trần xuyên sáng thôi, như vách xuyên sáng thôi. Nhưng mà về độ nổi và màu sắc thì nó có phần còn tốt hơn, chiều sâu tốt hơn. Cái sơn 3D cái hiệu ứng nó rất là đặc biệt. Cái bức tranh này nó đã được phủ nano rồi, đã được phủ sơn nano cũng bóng rồi đấy, nhưng mà sơn 3D nó vẫn thể được cái vai trò của nó. Nguyên một cái vạt núi này, một quả vạt núi này, ban đầu gần như không nhìn thấy rõ, đúng không? Bây giờ mình có thể thấy được cái hình ảnh, cái hình tượng, cái dòng suối này nó bắt nguồn như nào và nó chảy như nào, men theo cái sườn núi này rất là đẹp, đúng không?